Từ San Jose miền Bắc của bang California, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hàng năm theo truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose, luôn luôn có những buổi lễ chào cờ đầu năm. Tuy nhiên, trong năm gần đây do đại dịch cúm Tàu Vũ Hán COVID-19, cho nên việc tổ chức một buổi lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và cúng tổ tiên đầu năm rất khó khăn. Nhưng cộng đồng cũng rất là may mắn được vị chủ nhân của khu thương xá Grand Chantry đã thông cảm cho phép tổ chức và treo cờ chung quanh khu thương xá trong những ngày Tết. Đây là lần thứ hai lễ chào cờ cúng tổ tiên ngày mùng 2 đầu năm được tổ chức tại đây. Một lần nữa chúng tôi kính mời quý vị đến trước bàn thờ Tổ quốc, thắp một nén nhang và chúng ta hướng lòng về đất nước Việt Nam. Hôm nay ngày đầu năm Tân Sửu, đại diện cho một số hội đoàn dân quân cán tránh, chúng ta tưởng nhớ đến tổ tiên chúng ta trong những ngày đầu năm như thế này. Việc tổ chức năm nay do tập thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phối hợp với các hội đoàn tại thành phố San Jose đứng ra tổ chức, và đây là cơ hội để cho cộng đồng chào kính lá cờ vàng trong những ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Năm nay cho dù mình còn bị cái bệnh COVID, nhưng mà năm nay Tết con ra đây, ra ngoài Grand Century thấy mọi người ở đây đông đảo, vui mừng mà cũng thấy mấy cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa mình, con thấy rất là ấm trong lòng con. Cháu tên là Hoàng Minh, cháu là hậu duệ của lực lượng sĩ quan thủ đức quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố San Jose, Bắc California. Cháu thấy hôm nay là một ngày rất là cảm động và rất là vui vì lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta đã được tung bay phất phới trên khu thương xá Grand Century Mall của chúng ta, một khu thương xá đông dân nhất của người Việt tị nạn của chúng ta. Hy vọng tất cả các quý ông cha chú bác sẽ giữ vững lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta, và sẽ giữ vững mãi mãi và ngàn đời sau này. Dạ, em tên là Thiên Ý ạ. Em cảm thấy như thế nào khi em có mặt ngày hôm nay? Dạ, hôm nay là ngày lễ chào cờ đầu năm và Thiên Ý là một thế hệ thứ hai. Thiên Ý rất là quý cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, cho nên Thiên Ý tới dự. Bây giờ xuân năm nay là vơi vào ngày mùa dịch, cho nên xuân chúng ta chưa có mùa xuân, nhưng với chiếc lá cờ này, cờ vàng ba sọc đỏ này, chúng em luôn luôn lúc nào cũng ở trong trái tim tụi em, và tụi em sẽ cố gắng, thế hệ thứ hai tụi em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và giữ được cái lá cờ này mãi mãi tung bay trên vòng trời của quê hương thứ hai của chúng ta. Dạ, con tên là Vivian Huân. I feel like no matter where we are, no matter how far we are from home or how close we are, it's important as Vietnamese Americans for us to hold on to our heritage, to remember where we came from, and always remember our yellow flag with the three red stripes. As a Vietnamese American, I feel a lot of warmth and comfort knowing that even though we're in difficult times right now, we still are able to gather and celebrate our tradition and our culture. Yeah, trong dịp Tết này, con cũng rất mang ơn cho những ông chú bác đã hy sinh để tụi con còn giữ được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình sau 45 năm. Vui hôm nay Trang được tham dự cái lễ mừng đầu năm cùng với lại các cô, chú, các bác và quý vị đồng hương. Thì nhìn thấy cái cờ vàng thì trong lòng nghĩ rằng là mình cho dù đi đến nơi nào thì chăng nữa thì lá cờ vàng vẫn mãi trong tim của mọi người con đất Việt. Dạ, con Linh Thủy ạ. Tết năm nay mặc dù dịch nhưng mà cũng
ở Century Mall cũng tổ chức một số cái chương trình, thì tụi con cũng tới tham gia để cảm thấy nó có không khí Tết chút xíu ạ. Tôi là bác sĩ Phạm Đức Vượng, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, gửi lời cảm ơn đến ông giám đốc Grand Century Mall đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cái buổi lễ chào cờ và đặt bàn thờ trước tôn tượng Trần Hưng Đạo. Cảm ơn tất cả các quý chiến hữu, quý đồng hương đã đến tham dự buổi lễ chào cờ này. Dạ, tôi là Huỳnh Lương Thiện. Thì thưa với lại anh, chúng tôi nghĩ rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó là cờ quốc gia đó, có một cái chính nghĩa và có một cái sự màu nhiệm. Bởi vì bao nhiêu lần lá cờ này nghiệt ngã, bị đánh, bị phá, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Hôm nay khuôn viên này cờ vàng đã rực bóng và tất cả các đồng hương đã đến đây để một lần nữa chào cờ và vinh danh cái lá cờ vàng. Thì tôi nghĩ rằng cái lá cờ này nó đã thấm máu biết bao nhiêu chiến hữu, cho nên nó sẽ tồn tại mãi trong cái lòng người dân Việt. Và những người nào thực sự mà có lòng với quê hương, với đất nước, muốn tự do dân chủ về Việt Nam thì cần phải đoàn kết dưới lá cờ vàng này. Đó là ngày đầu năm chúng tôi xin thưa với anh. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose miền Bắc của tiểu bang California.